Hoan Ngọc, Chipu và Anh Thư tạo dáng trên thảm đỏ. Một loạt mỹ nhân màn ảnh Việt như Ninh Dương Hoan Ngọc, Chipu, Anh Thư, Hồng Ánh, Kim Tuyến, Rima tề tự trên thảm đỏ ra mắt phim 10 Lời Nguyền Trở Lại, tác phẩm do Hằng Trịnh đạo diễn. Ninh Dương Hoan Ngọc, Hồng Ánh và Kim Tuyến cùng chọn đầm màu đen, trang điểm khéo léo mang đến cảm giác bí ẩn, phù hợp với sắc màu kinh dị của 10 Lời Nguyền Trở Lại. Trong khi đó, thì diễn viên Anh Thư để lộ vóc dáng thon thả, đẹp cuốn hút với đầm hồng cắt xẻ táo bạo. Người đẹp Chipu rạng rỡ với đầm đỏ, Rima Thanh Vi chọn đầm trắng cũng cắt xẻ gợi cảm không kém gì Anh Thư. Nữ diễn viên Hồng Ánh là một trong những nữ diễn viên phim. Ninh Dương Ngọc đến với vai trò là một khách mời, nữ diễn viên Kim Tuyến là một trong những khách mời. Chipu là một trong những nữ chính của phim và đây là vai diễn phim kinh dị đầu tay của cô. Ngoài ra sự kiện còn có Chun Vạn, Lê Xuân Tiền, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực, Hoàng Hà và nhiều diễn viên khác tham gia. Với phim 10 Lời Nguyền Trở Lại, thách thức lớn nhất nằm ở việc sau 15 năm, tôi phải tìm cách đem một thương hiệu phim có cả bộ ba diễn viên Anh Thư, Hồng Ánh và Bình Minh quay trở lại cùng với dàn diễn viên trẻ Chipu, Rima, Tôn Kinh Lâm. Tôi phải tìm cách để làm sao để đem hơi thở, linh hồn của 10 phần đầu hòa vào những điểm mới mẻ ở câu chuyện hiện đại trong phần 2. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hằng Trịnh chia sẻ. Người đẹp Chipu cho biết đây là vai diễn đầu tay trong thể loại phim kinh dị, phim quay toàn cảnh đêm, mọi người rất mệt nhưng luôn cố gắng cổ vũ nhau để giữ vững tâm lý, mang lại sản phẩm ưng ý nhất cho khán giả.